Hello, xin chào cả nhà. Bây giờ Leon sẽ là vào trong cái vai gọi là người phu kéo mo hả ta. Bây giờ mọi người xem nha, cái chương trình này rất là nặng và rất là công phu. Thì nên quay cái clip này cho Leon, sẽ quay một cái clip Leon đang tập thể dục tại 24 Hour Fitness để cho cả nhà cũng như cho hội viên của YouTube Leon Vũ nha. Giờ mình chuẩn bị chơi nè. Ready? Tiếp nha. Ở đây nó phải bắt đeo mask chứ không có cho tháo ra.